Chào các bạn, mà đang ở cái chỗ cầu Lương Đôn. Cái đây là cái cầu rất là nổi tiếng trên dòng sông Thêm. Và hôm nay là trời mưa mù, sương mù. Các bạn thấy giờ này là nón ướt hết, tất cả mọi thứ ướt hết rồi. Trời đang rất là lạnh, sương mù nên nó rất là lạnh. Mình quay cho bạn được ít phút để giới thiệu với các bạn. Các bạn thấy mình đang đứng ở nước tự nhiên ở đâu nó phun lên. Và đam mê của mình là đang rất thích chơi nước. Mình sẽ quay một ít phút để các bạn chứng kiến cái cầu Lương Đôn nó như thế nào. Mình sẽ quay cho các bạn thấy. Các bạn thấy cái đây là những cái tòa nhà rất là hiện đại, đối diện với tòa nhà gọi là cái cầu Lương Đôn. Các bạn thấy không? Trời sương mù, đang mưa phùn, ống kính mình là mưa. Đối diện lại là các tòa nhà vô cùng hiện đại các bạn. Những tòa nhà rất là hiện đại. Tức là nó vừa đối diện với cổ kính và cái hiện đại rất là sang trọng nhất. Cho xe là Bambi đang chơi nước, rất là nhà sang trọng. Thì phía bên kia là dòng sông Thêm, bên này thành phố và bên kia thành phố các bạn, dòng sông ở giữa. Bên kia thì cổ kính các bạn thấy không, những cái tòa nhà rất là cổ kính. Toàn là những hình ảnh cổ kính. Xa xa thì có cái con chim nhạn nó bay, gọi là xứ sở sương mù. Mà đây là những cái tòa nhà cao đang xây mà lại sương mù mù tịt luôn. Hôm nay thì lại thấy được cái tàu hải quân của Hoàng gia Anh, nó đang đậu trên dòng sông Thêm. Cái tàu hải quân, tàu hải quân rất là dài, rất là bự, rất là lớn. Dưới đường này là dưới đường dọc bờ sông. Cái bờ sông Thêm nó vô cùng dài, tuy nhiên nước Anh Lương Đôn họ rất biết khai thác cái bờ sông này. Phải cái dòng sông Sài Gòn của chúng ta mà chúng ta biết khai thác thì nó cũng tuyệt vời, không kém đâu. Tuy nhiên ở Lương Đôn người ta rất biết khai thác và dọc bờ sông vào những công trình rất là giá trị. Và những cái tàu đi trên sông như này tùy theo nó nằm khoảng 8 đô đổ lại các bạn. 8 đô đổ lại thì chúng ta đi một vòng, đi ngắn đi dài nó có tùy theo chuyến. Hồi nãy mình có hỏi giá dự kiến cũng đi lên, nhưng mà cái bên tàu nó nằm phía bên kia là cái đó tàu gọi là cái bên tàu đó. Nên mình ở bên này nên mình chưa có đi được. Nếu mà chút xíu đi vậy đi qua đó thì cũng có thể đi các bạn thấy không. Sông đi liên tục, tàu bè đi liên tục đang di chuyển trên sông. Đây là một số những cái hình ảnh mà ở ngay cầu Lương Đôn. Phía bên trong này là cái tàu điện ngầm cực kỳ lớn các bạn, cái ga tàu điện ngầm Lương Đôn vô cùng lớn, ngay phía sau những cái tòa nhà cổ kính này. Tòa nhà hiện đại này là những cái công trình tàu điện ngầm vô cùng lớn, phải nói là vô cùng hiện đại và vô cùng lớn. Các bạn nhìn quanh được cái khung cảnh trời và sương mù Lương Đôn. Bình thường giờ này là đang là giờ làm việc. Ở bên trong thì các bạn thấy cái cà phê, mọi người đang nghỉ trưa, đang ăn trưa. Và đối diện lại là cảnh sương mù, mình đang ở dưới mưa. Mưa sương mù các bạn. Đang đi tìm cái chỗ trú mà chưa có chỗ nào trú đây. Đang ở dưới mưa sương mù. Cái khung cảnh nó rất là sang trọng, sạch sẽ, mát mẻ, không khí trong lành. Mẹ đi thẳng qua bên kia nè, thẳng qua góc kia đó, có chỗ đó. Cái góc bên kia đó. Trong một cái không gian hiện đại thì người ta hay chừa những cái cây, các bạn thấy cái cây lá vàng đẹp không? Khung cảnh rất là nên thơ. Đi ba đi tìm chỗ cho con. Vừa sập cái cống nước chảy. Mình sẽ tiếp tục các bạn clip sau. Biển lớn. Hiện tại sắp vượt biển lớn đã có tại Lương Đôn.
ngay trên cái cầu của nước Đạm luôn. À, và ba Bi mình và ba Bi cùng gia đình mình đang ở tại ngay cái cầu Lân Đôn này. Vâng, đây là một cái cầu rất là nổi tiếng mà bất kỳ ai nó cũng như là biểu tượng của đồng hồ Big Ben. Cái cầu Lân Đôn bất kỳ ai đến đây cũng phải tới. Đến đây Ba Bi cũng rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay đến đây là trong một cái dịp trời mưa, tụi mày đến rất là lâu rồi mà phải đợi ở dưới cả tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mới được leo lên tới trên cầu. Bởi vì trời mưa lớn quá không có đến được. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái khung cảnh rất là nhiều khách thập phương đến đây để mà xem khung cảnh này nhé. Năm Bi ơi, con thích cái cầu không? Cầu đẹp không? Con có thích chụp nhiều hình không? Rất là tuyệt vời, cảm ơn con rất là nhiều. Và bây giờ các bạn thấy cái này là cái dưới chân cầu. Và cái này là mọi người từ ở dưới chân cầu đi lên, cái cảnh mọi người từ dưới chân cầu đi lên kiến trúc bên kia cầu. Cái này cầu mình muốn đi qua cái này cầu để mình quay lại để cho các bạn thấy cái cầu nè. Mình đi ở dưới cái con phố ở phía bên này nó đẹp vô cùng các bạn ơi. Cái này là cái tòa nhà bằng kính rất là lớn mà hồi sáng mình đi rồi đi lên tới đó và mình đã chụp một cái bài của mình đó. Cái này là phía bên kia sông. Cái này là những cái khu phố xung quanh. Và bây giờ mình sẽ di chuyển về hướng cầu. Xe cộ giờ này qua cầu rất là tấp nập, khách du lịch chủ yếu là mình thấy là người phương Tây về đây rất là đông vui. Cái bên kia là cái trụ cầu thứ hai, cái bên kia còn mình đang đứng ở dưới cái trụ cầu số 1. Cầu Lân Đôn là một cầu rất là nổi tiếng mà ai đến nước Anh cũng buộc phải tới đây. Đi vô giữa cầu. Đi vô giữa cầu, cái điện thoại cho chuẩn bị. Và Ba Bi mình đang cầm cái quyển sách của ba nè. Rất là tuyệt vời. Cưng đó. Rồi, bây giờ đang trên sông. Trên cầu thì có một cái anh đang bán hạt dẻ. Wow, hạt dẻ rất là ngon. Cái này là kẹo hạt nhé, mua bằng kẹo hạt nhé. Cắt cái trong này đây là cái dưới luồng đường đi ở dưới cái cầu. Hồi nãy mình đã di chuyển trên con đường này mà để mưa, rất là mưa sạch sẽ. Kia là có cái tàu hải quân, cái này là dòng sông Thêm. Cái kia là bến tàu để chúng ta đi di chuyển trên sông nếu chúng ta thích di chuyển trên sông bằng tàu. Chút xíu nữa thì mình đi qua phía bên đó xong đó các bạn. Còn bây giờ là trên cầu, mọi người đang đi phía bên kia cầu. Xe tải đang đi qua phía bên kia cầu. Mình đang từng bước chuyển ra giữa sông. Ở Lân Đôn nó có cái này là cái cổng cầu. Cái này là cái trụ thứ nhất. Trụ thứ nhất nó nằm giữa cầu và cái trụ thứ hai nó nằm ở phía bên kia. Và mình từng bước mình đi qua để cho các bạn thấy. Cái này là người ta cầm cái bông bóng bay rất là đẹp. Và Lâm Bi thì đây đang ăn hạt dẻ. Kẹo hạt dẻ bán ở trên cầu các bạn. 2 bao tương đương 60 ngàn các bạn, có bao nhiêu thôi đó, 2 bao. Ngon, ngon con. Con thích ăn kẹo hạt dẻ không? Ngon con. Ngon nha. Dạ quá. Ba Bi đi hồi sáng giờ chứ mình mà
vẫn có khỏe đó. Ơi, đây con. Châu Âu. Rất hiếm vì chúng ta thấy khách châu Á. Hiếm khi chúng ta thấy khách châu Á. Thỉnh thoảng mới thấy thôi. Mấy ngày nay đi thì mình chưa gặp người nào nói tiếng Việt hết. Rất muốn gặp một vài người nói tiếng Việt nhưng mà lại chưa gặp ai nói tiếng Việt hết. 99% là mình thấy toàn là khách châu Âu thôi. Khách châu Á cũng rất là hiếm. Trung Quốc, Nhật mà hiếm lắm. Hình như là mọi người đang lên tháp. Ở sau khi mọi người có cái tháp để mọi người lên tháp thì phải. Cái tháp này mọi người có thể leo lên được tới trên cao luôn. Và các bạn thấy những cái này, những cái chân cầu làm này, cái tay cầu làm này, các bạn thấy nó bự, rất là vĩ đại. Cảm giác đứng trên cầu rất là tuyệt vời. Là phía bên này xong, cái khu phố bên này hồi nãy mình cũng đã đi qua, đẹp lắm các bạn ơi. Với thế giới chúng ta sẽ thấy nhiều cái rất là hay, rất là tuyệt vời của thế giới. Cuộc đời chúng ta chắc chắn là chúng ta không sống nhiều, còn lắm là chúng ta sống đến 80-100 tuổi. Bản thân mình thì đến 80 tuổi thì mình sống hết nửa cuộc đời rồi. Nó là ngoài cái việc làm kinh doanh chúng ta tích lũy thì chúng ta cần hãy dành một thời gian cho mình. Chúng ta dành thời gian cho mình. Đó. Đúng rồi, miếng cảnh đẹp. Mà đưa Baby từ sớm để Baby chứng kiến những cái điều này. Baby cũng cảm nhận được và nó đưa vào trong tư duy của bé. Con này bé lớn, bé sẽ định hình một cái tư duy hoàn toàn khác mình lúc xưa. Mình tới năm mấy tuổi mình đầu tiên mình đi nước ngoài. Cho tới nay thì mình đã đi được 10 mấy nước. Còn chính vì đó mà bé cần phải đi sớm hơn. Và nãy giờ các bạn thấy mà toàn là khách châu Âu, chúng ta không có thấy khách châu Á. Còn phía này là phía bên dưới cầu, nước sông Thêm. Dòng sông Thêm là dòng sông vô cùng nổi tiếng. Khi đến nước Anh thì chúng ta đến dòng sông Thêm, giống như dòng sông Sài Gòn của mình. Ở đây người ta khai thác triệt để, khai bên dòng sông, nó rất là thú vị. Xà lan đang chạy trên trời sông và dọc theo ăn sông dài lắm các bạn. Sắp xếp một lần đến tới London. Tuy nhiên cái chi phí của này vô cùng đắt đỏ. Các bạn thấy tính bằng 3 và 1 bao hiện tại là tương đương với 30.000 đồng Việt Nam. Cái cổng chào mà quay cho các bạn xem bây giờ mình đang quay ngược lại đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những cái hình ảnh chi tiết rất là thú vị để các bạn phần nào thấy được. Trong London hôm nay là buổi chiều trời mưa mù, hồi nãy là mưa, mình phải chờ ở dưới cái cầu rất là lâu. Bây giờ mình mới được đi lên trên cầu. Chim bồ câu ở đây rất là thân thiện. Nó bay sát mình, bắt một cái hạt dẻ cho chim. Nó lạ nó hổ đó. Bắt một cái hạt dẻ cho chim. Con nè nè nè. Các bạn thấy giờ chim rất là thân thiện. Chim rất là thân thiện. Chim nè, các bạn thấy chim ạ. Chim rất là thiện, thêm một con nữa nè. Cho ba thêm một con nữa. Các bạn thấy chim mà chim rất là thân thiện. Đó. Con thả chưa? Nó bự ghê. Rồi đi mẹ.
Các bạn thấy chim ở đây rất là thân thiện. Rồi, ơi những hình ảnh cuối mà quay về chúng ta sẽ tạm biệt thôi nha các bạn ơi. Bye bye các bạn.